Ok, kính chào toàn thể anh em cộng đồng mạng nha. Hôm nay Solo Audio lại chia sẻ cho anh em một cái clip mới nói về cái vấn đề chia sẻ về sóng. Tức là em cũng là chơi yêu thích công nghệ cho nên em cũng hay có nhiều đồ công nghệ trong nhà. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh em một cái ứng dụng. Đây anh em nhá. Anh em có thể nhìn thấy cái điện thoại của em đây. Hôm nay em sẽ chia sẻ cái thiết bị. Đây đây. Nhổ cái này ra đây, cái em muốn chia sẻ là cái này anh em nha. Cái thiết bị trên tay em đây đó giúp cho anh em chuyển nhạc từ một nguồn phát mà anh em có. Ví dụ anh em có cái đầu, anh em có nhạc, ví dụ như nhạc từ từ điện thoại đây, từ lỗ lỗ cắm tai nghe của điện thoại anh em cắm vào, tức là anh em sẽ chuyển nhạc từ điện thoại vào cái cục này. Cục này nó sẽ chuyển hóa nhạc thành sóng radio và anh em có thể đặt đặt tần số sóng theo ý anh em đây ạ. Full 108 MHz ở trên này. Ở trên này em đang đặt là 88,5 anh em nhé. Đây ạ. Cảm ứng. Em đang đặt 88. Em đang đặt 88,5 là sóng radio để con này nhận nhạc vào và nó phát đi. Thì con này có pin bên trong và có khả năng vừa dùng bằng sạc hoặc là cấp điện liên tục cũng được. Nhưng tóm lại con này có nhiệm vụ là nhận nhận nhạc. Ví dụ nhạc từ điện thoại cắm vào lỗ cắm tai nghe, điện thoại phát vào đây chuyển hóa thành sóng thì mình đưa con V6 đặt chọn sóng 88,5 theo mình đặt hoặc là 88,6 tùy mình đặt một cái sóng nào mà có như đấy là một cái đài phát thanh FM mini. À, thì bây giờ anh em sẽ truyền sóng đây nha, em cầm vào đây rồi, ok anh em nha. Bây giờ em mở nhạc ở đây, bây giờ em sẽ mở nhạc ở đây đây, truyền nhạc từ điện thoại qua sóng FM rồi đài FM thu được đây. Khi kể đến công nghệ này, ra nó loa. đã sử dụng loại khung gầm được trang bị tới 4 thiết bị điện Đấy. thể lực ở mỗi bánh xe để chống sốc. Như vậy cái ứng dụng của em nó rất để hay. ghi và lưu trữ chúng trong bộ nhớ xe Đây. để chiếc xe có thể tự động tránh được mọi vật cản trên đường. Clear Motion đã được thử nghiệm thành công vào năm 2018. Các kỹ sư của công ty cho biết họ mất tới gần 40 năm trời và hàng 88,6 này. 88,6 thì bên này em cũng đặt 88,6. Đấy. Người lái. Một đài phát thanh mini cho anh Đồng em. chí Katini. Có những loại máy móc được dùng riêng cho việc nâng gầm xe hơi hoặc xe tải. Những thiết bị này tuy rất hữu ích nhưng lại quá công tành nên đôi khi rất bất tiện để có thể sử dụng Ok. chúng. Đây là một ứng dụng rất hay để em chia sẻ cho anh em nha. Ví dụ em có một cái đầu băng cối ở đây ạ. Bây giờ tín hiệu từ đầu băng cối sẽ dẫn vào cái cục này. Cục này sẽ phát thanh sóng FM, tức là sẽ thành một cái đài phát thanh, nó sẽ phát ra cái sóng 88,6 hoặc là bao nhiêu thì do mình đặt. Rồi mình cho cái đài V6 nó thu. Như vậy em để cái đầu băng cối ở phía bên này mà em vẫn truyền âm thanh từ đầu băng cối sang hệ thống phía bên này mà không cần dây dẫn gì cả. Đó. Anh em thấy chưa? Một ứng dụng của từ đầu băng cối đấy ạ. À. Còn dây cắm thì anh em có thể dùng các dây đực cái để anh em chuyển đổi từ đầu 3,5 đầu đực cái thôi ạ. À. Anh em hiểu vấn đề chưa? Đấy. Bây giờ em lại tiếp tục. Anh em có nhu cầu mua cái đài phát thanh mini này thì liên hệ cho em Solo Audio nha. Bán khá rẻ cho anh em chơi ứng dụng không dây một cách hiệu quả. Đây là một cái đài phát thanh mini. Đấy, anh em bỏ rất cơ động, cắm lên điện thoại. Lên ô tô ngồi truyền nhạc từ điện thoại qua đài ô tô để đồ đài ô tô thu cũng được. Đấy. Ok ạ. Ok. Trước mặt tôi là chiếc mì và chiếc điện thoại. Thì bản chất của xe mì ô tô trên
Anh em thấy chưa? CD V6 đặt FM thu một cái đài FM mini. Anh em có nhu cầu sản phẩm nhỏ gọn như thế này thì liên hệ em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Ok. Chốt lại vấn đề ở đây là gì? Sản phẩm không chơi được thì off lại. Đấy. Đây là một cái đài phát thanh mini nhỏ gọn. Anh em chỉ cần cắm vào một cái thiết bị phát thì nó sẽ phát thành sóng FM và đài FM thu. Ok chưa? Chuyển không dây thành sóng FM. Quá tuyệt vời luôn. Một cái đài FM mini. Có một cái mèo rất hay anh em ạ. Ví dụ anh em nào mà ghét thằng hàng xóm ấy, ghét thằng hàng xóm mà thằng hàng xóm lại hay nghe radio, thế anh em nó hay nghe cái kênh 90 chẳng hạn, anh em set số 90 vào đấy, sau đấy anh em ghi một cái file chửi thằng hàng xóm, sau đấy anh em bỏ vào cắm vào điện thoại anh em phát, thế là thằng hàng xóm bắt sóng 90, thế là nó chen bị ở gần mà nó chen cái sóng 90 này vào, thì thằng hàng xóm nghe mình chửi. Đấy, nói vui hài hước như vậy. Còn anh em có nhu cầu mua một cái đài FM mini này, đài phát thanh FM mini nhá, anh em phải hiểu là đấy là đài phát sóng FM mini, chuyển từ sóng chuyển nhạc thành sóng rồi đài FM chuyên dụng thu về. Đây, sản phẩm ngon bổ rẻ, kính mời anh em. Đây, anh em cắm vào điện thoại hoặc là cắm vào lỗ cắm tai nghe này, còn nếu anh em cắm vào các cái đầu âm ly để chuyển tín hiệu từ âm ly thành sóng FM thì anh em có thể dùng các cái jack chuyển đổi được cái đầu 3.5 này, chuyển đâu được đầu cái rồi đầu RCA là anh dùng các cái jack chuyển đổi là được. Đấy, xin cảm ơn.